Xin kính chào tất cả mọi người. Thì hiện tại cũng đã gần 11 giờ trưa. Thì thời tiết hôm nay nắng cũng khá là đẹp. Và mình đang có mặt tại một cái vị trí cũng rất là đặc biệt. Đó là ngã ba cầu Bà Di. Thì ngã ba cầu Bà Di là một cái địa điểm cũng khá là quen thuộc đối với nhiều người từ rất là xa xưa. Bởi vì ngã ba này là cái điểm giao nhau giữa đường quốc lộ 19 từ Tây Nguyên xuống khu vực của tỉnh Bình Định. Nó giao nhau với đường quốc lộ 1A, cho nên người ta gọi là ngã ba cầu Bà Di. Ở đây thì nó có một cái cây cầu, cầu đường bộ và cầu đường sắt song song với nhau. Nhưng mà hiện nay từ khi mà ở khu vực này đã xây dựng một cái cầu vượt phía sau lưng mà đây các bạn, cái cầu vượt cũng khá là to. Thì ở cái khu vực ngã ba cầu Bà Di này hiện nay thì có thể mình gọi là ngã tư luôn, chứ không còn ngã ba nữa, ngã tư ngã năm cầu Bà Di rồi. Thì khu vực này cũng là một cái địa điểm rất là phức tạp, rất nhiều cái phương tiện giao thông qua lại khu vực này suốt ngày suốt đêm. Từ ngày xưa nó cũng vậy các bạn, hiện nay thì nó càng có vẻ là thấy nó càng là phức tạp hơn. Thì sau đây mình sẽ lòng vòng mình review, mình quay, mình giới thiệu những gì mình biết, gửi đến mọi người các bạn xem nha. Xem hết video của mình nha. Thì đây nha các bạn, mình đang đứng ở trong lề đó. Mình quay các bạn xem nè. Đây, ngã ba cầu Bà Di đó, là cái nơi giao nhau giữa hai cái con đường lớn, con đường quốc lộ 1A Bắc Nam và cái con đường quốc lộ 19 đường lên Tây Nguyên các bạn. Đó. Đây các bạn, đó, cái hướng này là đó quốc lộ 1A này, hướng Bắc Nam. Đó. Hướng Bắc Nam và quốc lộ 19C là đi lên phía Tây. Đó, phía Tây. Các bạn thấy không? Đó, xưa kia là gọi là ngã ba cầu Bà Di, cái thời cách đây khoảng chừng 20-30 năm trở về trước đó, cái khu vực này nó phải nói là nó cũng khá là phức tạp, bởi vì cái lượng phương tiện giao thông nó qua lại thời đó nó cũng đã nhiều rồi, nhưng mà có điều là thời đó thì đường xá nó chật chội, và nó chật chội, nó không có như hiện nay đâu. Thì hiện nay khu vực này đã xây dựng một cái cây cầu vượt, đây các bạn thấy không, cầu vượt đây đó, cầu vượt rất to. Đó, cái cây cầu vượt này nó bắt qua cái ngã ba này đó, cầu vượt. Thì đây là cái cây cầu vượt, nó nối cái đường quốc lộ 19 đó, 19 để đi xuống trung tâm thành phố Quy Nhơn đó, đi theo cái con đường mới, con đường quốc lộ 19B đó. Đó, đây vậy đó, cầu vượt rất là to, cho nên là đến cái khu vực này á thì mình sẽ di chuyển theo cái hướng đó, theo hướng biển báo nha bạn, hướng biển báo. Rồi giờ mình di chuyển một đoạn các bạn xem nè. Rồi đó. Mình sẽ đi theo cái hướng này, hướng này là cái hướng đường Bắc Nam, xe Bắc Nam là phương tiện giao thông đi từ hướng Nam ra, muốn lên Gia Lai, Kon Tum, đó, lên quốc đường 19 đó, thì mình sẽ đi cái hướng này, này để mình đi lên cái cây cầu này nè, cái cây cầu này để đi thẳng lên Tây Nguyên, hoặc cũng có thể là gì mình đi theo cái hướng này, đến đây nó có một cái vòng xoay á, có thể là mình đi thẳng xuống Quy Nhơn đây, cái hướng này đó, đi qua cái vòng xoay này nha, vòng xoay này. À, đến vòng xoay này, đây có thể mình muốn xuống Quy Nhơn thì mình đi theo cái con đường một chiều này đó, con đường một chiều đó, hoặc là dưới Quy Nhơn đi lên thì người ta cũng đi theo con đường một chiều này thì lên phía cũng gặp cái vòng xoay này các bạn, đây nha các bạn đó, đây này
mình đi qua khỏi vòng xoay này, hết vòng xoây này. Đó, để bắt đường này đi lên trên cái cầu vượt kia. Nhưng mà mình không có lên cầu vượt nha. Đó, cầu vượt đó. Lên cầu vượt đi lên Tây Nguyên đó, đi theo cái đường quốc lộ 19. À, giờ mình đi cái con đường dưới này. Đường dưới này là đi rẽ xuống các cái hướng ở dưới đường quốc lộ 1A. Rồi. À, còn thấy cầu vượt rất to, rất là hoành tráng không? Đây. Rồi, đây mình đi tới cái chân cầu rồi. Bạn thấy không? Chân cầu khá to, khá hoành tráng. Đây, lúc nãy mình đứng bên kia mình quay qua. À, và thấy không? Đó, khu vực này. Mặc dù hiện nay đã có cái cây cầu vượt này, nó rất là thuận tiện tiện cho việc là đi lại của các phương tiện giao thông Bắc Nam hoặc là Đông Tây ấy. Nhưng mà nhìn chung những năm qua thì người ta cũng phản ánh nhiều về cái sự phức tạp của cái việc di chuyển giao thông ở tại khu vực này ấy. Nó còn là khá là lộn xộn và khá lộn xộn, bởi vì ở đây nhìn thấy nó cũng còn rất là chật hẹp mà phương tiện giao thông thì rất là nhiều, qua lại đoạn này là liên tục các bạn. Và một điều nữa là có nhiều người ta đi đến đoạn này là người ta không có tuân thủ đó, người ta đi là phải nói là cẩu thả đó, đặc biệt là xe máy các bạn, xe máy rồi các cái xe nhỏ ở địa phương đó, người ta rất là cẩu thả, người ta vượt ẩu các bạn. Đó, cho nên là dễ xảy ra cái tai nạn giao thông ở đây các bạn. À, thấy không? Này, mình đang đứng dưới chân cầu luôn. Thấy chân cầu rất to mà. Đó, thấy lượng xe kìa, xe Bắc Nam nó đi ra kìa, nó đi ra nó đi lên Tây Nguyên rồi đó. Nó phải rẽ cái đường hồi nãy mình đi đó. Mình thấy không? Rồi khi mà nó xuống từ Tây Nguyên xuống, nó cũng phải đi theo cái con đường đó, đi theo vừa cái cây cầu này xuống qua vòng xoay ấy, nó cũng xuống ở đây, xuống đây nó đi vào đây, đi vào hướng Nam kia. Thấy không? Quá trời là xe cộ luôn. Thấy xì quá trời luôn nha. Đây. Ở đây mà vào cái mùa Tết á, cái mùa sắp Tết á, là cái lượng xe nó càng đông nữa nha bạn, nhiều lắm, qua lại đây liên tục. Bạn thấy đoạn giữa nó cũng nó không có rộng lắm, còn nhỏ, đoạn giữa này đường chính á, nhỏ nó cũng có rộng lắm. Cho nên là việc đi lại ở đây nó cũng khá là phức tạp đây, đặc biệt là xe máy á, của cư dân ở trong vùng này người ta đi qua đi lại á, thì nó bất tiện cho người ta phải đi vòng đi vượt này nọ, cho nên là có nhiều người ta rất là người ta đi tắt các bạn, cho nên nó rất là nguy hiểm. Bạn thấy không, xe quá trời luôn rồi, đi xe trong kia đi ra trên đi xuống rồi, bạn thấy không, quá trời xe luôn, xe Bắc Nam rồi xe Đông Tây, cho nên chỗ này có thể mình không gọi là ngã ba cầu Bà Di nữa, mà ở đây nó thuộc phần đây là ngã năm rồi, cầu Bà Di. Thấy không, lượng xe cộ quá trời nhiều luôn. À, phía này là cái cầu kia là gọi là cái cầu Bà Di, trước kia cầu Bà Di nó nhỏ thôi, nhưng hiện nay thì người ta thiết kế làm thêm một cái cầu nữa, cho nên nó trở thành là cầu một chiều luôn. Và song song với cái cầu một chiều đó thì cầu Bà Di đó thì có một cái cầu sắt các bạn, cái cầu sắt song song mà đó. Rất là phức tạp ở đây. Rồi giờ mình di chuyển luôn qua cái bên cây cầu bên kia các bạn xem nha.
Dạ. Dạ quay làm YouTube á. Làm YouTube. Lâu lâu quay chỗ đây để mấy người lâu rồi không đi qua đây người ta có thể người ta xem. Chỗ này là cái nổi tiếng từ xưa tới giờ ngã ba cầu Bà Di. Giờ mình qua bên kia nha. Đây. Bạn thấy không? Xe cổ đứng là quá trời nhiều luôn. Đây cây cầu này các bạn. Đó. Trước kia nó chỉ có một cầu thôi. Một cầu nữa. Xong người ta xây thêm một cầu nữa. Nó trở thành hai cây cầu. Đó. Cho nên nó trở thành là cầu Bà Di một chiều luôn. Đó. Song song với cầu đường bộ đây là có cầu đường sắt bên kia nữa các bạn. Đường sắt. À, cái cầu này thì bắt qua cái con sông này. Con sông này thì nó chảy từ trên Tây Nguyên nó chảy xuống đây. Đó, xuống đây nó đi ra đầm Thị Nại. Cái cầu này. Rồi qua bên đến bên này rồi. Phía bên kia là nó thuộc huyện Tuy Phước, mà sang phía bên này là nó thuộc huyện An Nhơn nha các bạn. Qua bên này là thuộc huyện An Nhơn rồi. Rồi. Vâng, thì từ nãy tới giờ mình cũng đã quay, mình review, mình giới thiệu những gì mình biết á, gửi đến mọi người các bạn xem. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video mới tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.